Hôm nay tôi xin cuộc họp này thông báo với tất cả mọi người là nguyên vật liệu nhập đợt này á rất là tốt. Chất lượng nguyên vật liệu đợt này nó có độ bền cao và đáp ứng đủ thông số kỹ thuật cho việc xây dựng, có giá thành cũng rẻ nữa. Và công kỳ này là nhờ của cậu Cường, bởi vì cậu ấy đã tìm ra nhà cung cấp mới. Không lẽ vụ việc này lại liên quan tới anh Cường? À, cậu Quang gọi tôi. Chú ngồi đi. Lần trước trong cuộc họp, chú khen là anh Cường kiếm được đối tác cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho mình với giá thành rẻ, giảm được chi phí hàng tháng. Nhưng những nguyên vật liệu xây dựng đó có đáp ứng được tiêu chí kỹ thuật không? Ví dụ như tường, móng, bê tông, sắt, thép. Cậu Quang, về mà vật liệu đó thì tôi thấy nó có chất lượng giống y như là nguyên vật liệu cũ thôi cậu. Nhưng tôi... Tôi gì? Nhưng sao? Bởi vì sau cái lần mà đổi nhà cung cấp nguyên vật liệu đó cậu, thì nó lại trùng khớp trong vòng 2 tháng qua cái số lượng mà khách đến mà tham quan công trình để đặt cọc mua nhà đó. Tôi thấy nó giảm nhiều lắm cậu. Nó giảm sa sút luôn đó. Mà tôi không biết lý do gì. Hay là cậu ra công trình xem thử coi làm sao. Mấy anh đang làm gì vậy? Giờ đang bô sắt rồi đổ đan anh. Đổ đan mấy? Đổ đan 5 phân. Đổ đan 5 phân là phải dùng sắt 6 chứ. Tại sao dùng sắt 4? Đổ được bao nhiêu tấm rồi? Được vài tấm anh. Ra ngoài kia, lấy dưới đây một tấm cho tôi. Em lấy tấm đan này cho anh coi. Gác vậy cho tôi. Một người lấy búa đập và một người lấy từ cọng sắt 6. Được rồi, đưa đây. Nhìn đi, làm đan 5 phải dùng sắt 6, tại sao dùng sắt 4? Nhìn đi, thấy chưa? Ai đang chi thi này? Dạ ý kiến của anh Cường. Anh Cường? Ủa Quang? Anh Cường, em cũng đang tiếp tìm anh nè. Có chuyện gì vậy em? Sao em gọi điện cho anh mà phải về tới tận nhà? Anh giải thích sao về cái hợp đồng này? Tự ý thay đổi vật liệu xây dựng. Anh thừa biết đó đều tối kỵ của công ty. Khách hàng mà biết được, uy tín công ty giảm sút, thậm chí nguy hiểm tính mạng tới người mua. Anh thừa biết mà đúng không? Em nghe anh giải thích nè. Anh làm như vậy là có lý do. Anh biết là mình đã phạm sai lầm, nhưng mà cái độ chênh lệch chất lượng giữa hai loại nó ít lắm. Anh làm vậy là muốn giảm thiểu chi phí cho công ty thôi mà. Cho dù chênh lệch ít, anh cũng được làm như vậy. Từ xưa tới giờ công ty của mình xây dựng uy tín với khách hàng như thế nào? Luôn luôn chọn vật liệu xây dựng tốt nhất. Bây giờ anh làm vậy, khách hàng biết được họ sẽ e dè. Thậm chí uy tín của công ty giảm sút rất là mạnh. Anh xin lỗi, anh sẽ tìm cách khắc phục sớm nhất. Tìm cách khắc phục? Bây giờ tính khắc phục sao? Mọi chuyện đã rồi, anh tính sao đây? Là chị nói anh Cường làm chuyện đó đó. Em đừng có trách ảnh nữa. Cái gì? Là chị? Tại vì dạo này chị cần một số tiền lớn mà chị không có muốn nói gia đình với lại em, nên chị mới nhờ anh Cường. Anh cũng chỉ vì muốn giúp chị nên anh mới làm liều như vậy. Chị ơi, nếu chị cần tiền chị cứ nói với em hoặc với mẹ là được. Tại sao chị phải làm vậy? Chị xin lỗi vì chuyện của chị mà ảnh hưởng tới mọi người và gia đình, còn công ty nữa. Bây giờ chuyện đã lỡ như vậy rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm. Quang à, cho vợ chồng anh xin lỗi. Nếu chị đã nói vậy rồi thì thôi, mọi chuyện coi như kết thúc ở đây. Chị cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh sẽ cố gắng để em không phải thiệt thòi nữa. Em biết rồi. Anh
biết tất cả là lỗi của anh. Nhưng mà do anh quá nôn nóng, muốn tích góp một khoản tiền lớn để hai vợ chồng mình ra riêng lập nghiệp, không có phụ thuộc vô gia đình nữa, nên anh mới làm như vậy thôi. Dù biết là anh đang muốn tốt cho em, nhưng mà ngay cả em đây nè, thấy anh làm cái chuyện đó em còn không thoải mái nữa. Muốn chỉ là thằng Quang, anh biết tính thằng Quang mà. Do anh suy nghĩ không có thấu đáo, cho anh xin lỗi. Quỳnh ơi, em ráng giúp anh lần này được không? Quang mà biết sự thật, chắc chắn sẽ làm khó dễ với anh. Lúc đó anh không còn cơ hội để thanh tiến nữa. Ráng giúp anh lần này được không em? Ê. Nguyên nhân cổ phiếu công ty mình sụt giảm là xuất phát từ một nguồn tin. Công ty mình tự ý đổi nhà cung cấp vật liệu loại 1 sang loại 2, khiến chất lượng công trình bị giảm sút. Và đặc biệt, người ký quyết định thông qua này lại là anh rể. Con xin lỗi vì hiểu lầm ba. Con chưa suy xét kỹ mà vội vàng kết luận. Do ba mở tiệm bánh mì khiến cho doanh thu công ty sụt giảm. Chuyện đó không quan trọng, nhưng mà con đã tìm cách giải quyết được rồi, ba cũng yên tâm. Làm ăn kinh doanh, chữ tín phải đặt lên hàng đầu. Sau này phải tránh những cái chuyện tương tự gì xảy ra. Dạ, con biết rồi. Vậy con nói chuyện với anh rể con chưa? Dạ, con nói rồi. Con nói cái chị hai Binh liền à. Chị hai nói do chị hai kẹt tiền, cho nên anh rể mới làm vậy. Làm sao con tin được chị hai kẹt tiền ba? Thôi, sau chuyện này con phải quan tâm và giám sát cho chặt chẽ, để tránh xảy ra cái chuyện tương tự như vậy. Nhưng còn anh rể? Có phải ý đồ của anh rể hay không? Con vì chị hai mà bỏ qua chuyện này. Làm sao bỏ qua được ba? Ba biết rồi đó, tính con từ trước tới giờ thưởng phạt rõ ràng. Anh làm sai, anh mới chịu trách nhiệm việc làm của mình. Thôi để ba suy nghĩ lại, rồi từ từ tính. Nhưng mà... Ba đi về. Bên phòng kinh doanh cũng đã thương thảo thành công với đối tác cũ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng, rồi họ sẽ mang nguyên vật liệu qua công trình luôn. Tốt. Nhiệm vụ bây giờ, tất cả những phòng ban phải đưa ra những mẫu thiết kế căn hộ cao cấp tốt nhất. Vì sao? Vì tôi muốn có mang tính đột phá để kéo lại khách hàng. Sau chuyện này xảy ra, tất cả những buổi thương thảo hay ký hợp đồng liên quan đến nhập liệu đều phải thông qua tôi. Nếu như ai cố ý làm sai, sẽ chịu hình thức kỷ luật cao nhất của công ty. Đó là đuổi việc. Mọi người rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Dạ ta. Ép quá đáng. Em nghe chuyện rồi. Em không ngờ anh Quang anh lại lạnh lùng, rồi còn qua mặt anh kiểu như vậy nữa. Bây giờ anh hỏi em nè, anh em với nhau thôi. Nó phải nể anh chứ. Rồi đừng có giống giận nữa mà. Trong chuyện này anh Quang làm như vậy là không có đúng. Dù sao anh cũng là anh của ảnh mà. Đằng này còn làm anh mất mặt trước mặt mọi người nữa kìa. Bao nhiêu công sức của anh cống hiến không là gì trong mắt nó hết. Nó tự cao tự đại. Nó nghĩ là chỉ có mình nó thôi là mang lại lợi ích cho công ty, cho nên nó coi thường người khác. Thôi mà, mấy cái chuyện không vui á anh đừng có bận tâm nữa nhá. Anh à, cho dù anh có bị cắt bớt quyền hạn đi chăng nữa thì em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh hết. Anh muốn em làm cái gì cho anh em cũng sẽ làm. Trong mắt của em á, anh lúc nào cũng là một người giỏi giang hết. Em tin là sớm muộn gì anh cũng sẽ giành được ưu thế. Hợp đồng lần trước mình cũng đã thu về một khoản khá lớn rồi, anh nhớ không? Coi như là bù đắp cho công sức của anh bỏ ra mà bị người ta phủ nhận. Anh đáng được nhận như vậy mà. Còn nếu như mình có bị phát hiện thì anh cứ coi như là rủi ro đi, đừng có quan tâm tới làm cái gì. Mình không ăn cắp, cũng không lấp liếm nguyên liệu, công sức mình bỏ ra thì phải mình nhận lại tiền chứ, đúng không? Đừng lo nữa nha, lúc nào cũng có em bên cạnh hết. Anh cảm ơn em đã hiểu cho anh. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.